Làm thế nào để các mẹ dạy phép cộng cho con dễ dàng? Với người lớn, phép tính 3 cộng 2 bằng 5 là rất đơn giản. Nhưng với trẻ em thì đó là một quá trình tư duy. Khi trẻ em không làm được phép cộng 3 cộng 2 bằng 5, nhiều bố mẹ than thở, dễ thế mà không biết làm. Hay là 3 cộng 2 bằng 5, đơn giản vậy mà không biết. Quá trình tư duy của trẻ diễn ra như sau. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Áp dụng cách sau sẽ giúp trẻ dễ dàng tiếp nhận. Các mẹ vẽ ra 3 hình tròn, biểu thị số 3. Sau đó vẽ thêm 2 hình tròn nữa, biểu thị số 2. 3 hình tròn thêm 2 hình tròn là 5 hình tròn. Vậy kết quả là 3 cộng 2 bằng 5. Thao tác nhiều lần, trẻ sẽ biết cách làm các phép tính khác. Các bạn thấy video hữu ích, hãy chia sẻ để lưu lại. Đăng ký kênh để nhận được nhiều bài học hay về môn toán. Toán tư duy Edison, chia sẻ kiến thức toán tiểu học.